Dạ, xin chào cả nhà. Hôm nay Minh Kha cùng mấy anh em đến huyện Lấp Vò, được cái lời giới thiệu từ một người quen nói về hoàn cảnh của ba cha con. Đây là chắc là cha đang ra đón mấy anh em vô đây. Hello em tên gì? Dạ, em tên Tấn. Hoàn cảnh mình khó khăn đúng không? Dạ. Em đang nấu cơm trong nhà. Vậy hả? Dạ. Sao nó cơm trễ vậy? Dạ, tại giờ này nó cơm chảy một xíu tại mưa gió nấu ở ngoài. Rồi em dẫn anh vô ha. Dạ, anh chị vô. Vô con. Em nghe nói về hoàn cảnh này thì vợ em theo thằng mới để lại hai đứa con. À, múc ở trong này luôn kìa. Từ nãy vô đây ca. Nãy giờ đi vòng cũng có cả tiếng đồng hồ đi lộn. Sao rồi? Dạ, mới vừa nấu cơm hả? Dạ. Nấu cơm hay làm gì? Luộc rau trước. Luộc rau hả? Dạ, luộc rau ăn trứng. Luộc trứng cho biết rồi. Luộc trứng biết trứng phải không? Dạ. Ủa? Em luộc gì dạ, em vớt ra hả? Dạ, em vớt ra. Nếu vậy là rau chín rồi chứ không vịt chưa chín đó nha. Dạ, nhưng mà em ăn vậy nên tại khi nó vừa trứng vừa ấy này kia nó có thể là bổ một xíu. Bổ hả? Là cái nước đây em có bỏ không? Nước này hả? Cũng có thể là làm canh chứ không có bỏ. Còn rau này là em để làm chấm tương á, trong tương á. Còn trứng rồi, thì nó tái. Thôi em cho anh hỏi về hoàn cảnh mình ha. Dạ. Rồi hiện tại bây giờ ba cha con ở đây. Dạ. Là ở cái nền này là cái chỗ này là sao? Là đây em chỉ là ở ngồi nhà. Xuống đi con, ngồi xuống đi. Ở nhà gì người ta. Chỉ ở nhà thôi. Còn này tại vì bằng gánh bay con em không có nhà cửa này không kia. Nghe. Dạ. Chị nghe nói là vợ em bỏ đi đúng không? Bỏ đi gần đi năm trời. Đi năm trời. Để lại hai đứa nhỏ là em nuôi lo, em lo cho nó. Rồi em mới từ mới đi xin ăn. Đi xin luôn. Chút xin ăn. Trời ơi. Chứ không phải là khi có mấy con nhỏ thì chung ra có gì ăn nấy cũng tội nghiệp đó. Sao mình không đi bán vé số mà mình đi xin? Dạ, khi em khả năng của em á, của em không có đủ. Không có vốn hay sao? Dạ, không có vốn. Tại vì xin ăn được nhiều rồi để dành cho nhỏ ăn uống nữa kia. Trời ơi. Bởi vì em ăn rau hoặc vịt. Trẻ xin cũng hơi khó đó chứ. Dạ, tại vì bữa bị tai nạn đi xin cơm từ thiện á. Bị nó quẹt ngang cái giò. Đi nhắc nhắc rồi nó cũng đỡ được xíu rồi. Tại vì cuộc sống khi mình đói được thì không mới cho con đói được. Nay em nhiêu tuổi Tấn? Dạ, nay 34 tuổi. 34 tuổi hả? Dạ, 92. Mà theo anh nghĩ là nếu như mà em dẫn hai đứa con em đi sinh này ra ngoài đường thì khó ai cho lắm á Tấn. Dạ, cũng em cũng biết vậy mà. Tại vì biết sao giờ anh ơi. Chứ giờ em nếu mà cuộc sống của hai nhỏ thì em cũng phải gán chịu thôi, cũng phải lo cho nó cuộc sống kia, có gì cho nó ăn nấy. Chứ rồi vợ em là bỏ đi theo người khác đúng không? Dạ, đi theo người khác rồi. Rồi từ đó đến nay là có liên lạc với em không? Dạ không luôn. Có không, gặp đứa bé không? Không có gặp luôn, không chung ra là bệnh hoạn, không thăm nhỏ này kia. Gần năm trời, hay như 10.000 không, chung ra không có 1.000 làm ghế cho nhỏ hết trơn á. Trời ơi. Nói chung ra là ba con em tự viên tự diễn tự sống luôn, tự kiếm ăn này kia. Bởi hai vợ chồng còn sống chung có nhà không? Có nhà ở bên vợ. Em ở bên vợ ha. Rồi từ lúc mà vợ ở bên vợ á, có tiền có bả này kia, nhưng mà hết tiền tới giờ bả không có dòm ngó nữa. Ai? Bà ngoại em nữa nè. Là mẹ vợ. Dạ mẹ vợ. Còn vợ thì nó đi luôn cái năm vậy biết tích luôn rồi. Bệnh hoạn. Đi một năm. Dạ. Một năm đó không lẽ em đi sinh tới bây giờ luôn hả? Không, cũng có làm nãy kia khi gà gió bão quá rồi bị quẹt xe đó rồi em mới đi sinh ăn. Chứ không lẽ giờ em đứng đâu có chờ được nữa. Bây giờ nhờ mấy anh không làm đồ ăn ở trong nhà mà mình làm ở ngoài trời vậy? Dạ em làm ở đây á, nó ghi trong nhà thì nó sợ cháy nổ ở nhà của người ta, em cũng mượn. Cũng sống qua ngày qua nắng mưa. Mà sự ra là nó tạt lắm anh ơi. Mình ở đây lâu chưa? Dạ. Em ở đây cũng lâu rồi, cũng cả tháng này trời. Người ta mới nói gấp rút này kia,
ở trên là chỉ là tạm thời thôi chứ không làm cho ở lâu, tại vì ba con em sống Bù Đề nơi kia chỗ này chỗ kia, nhưng ngủ Bù Đề đó thì có gì có rau rau bữa nay có tiền xin được vài chục ngàn cũng mua rau với trứng về cho mấy nhỏ ăn. Rồi từ tại sao mà em biết vợ em đi theo người ta? Dạ. Em thấy gì không? Có thấy. Em thấy gì? Tại vì nó đi theo đó em thấy rồi, nhưng mà cũng không giữ được. Nó đi à. Mà kệ đi, nó đi cuộc sống mới cho nó. Chứ ba cái con này nó mặc kệ, nó không quan tâm tới gì chứ. Thì nghĩ cho nó cuộc sống nó khác hơn. Mà em bay con em nói chung ra là muốn nó về lắm. Rồi thôi, cũng không thể nào mà cảnh này mà lo được hết trơn á. Để cho nên em mới nhờ cộng đồng mạng chiếu cố em. Với em giờ không biết làm sao nữa. Thì có gì bay con này nọ. Khi mà em đi xin ngoài đường đó rồi em bày tỏ em sao để bà con ta cho tiền? Dạ thì nói thôi mấy đứa con vô xin nãy kia, nói nay vô con xin miếng gạo về nấu cơm cho mấy nhỏ nó ăn, mua hộp vịt nãy kia, rồi bà con mới cho một người là cho khi 5-10 ngàn, thì cũng có thể á là ta cho được 20 là nhiều rồi, cũng để ấy cho nó ăn. Người ta hỏi thì mình trả lời có sao mà nó vậy, thì đi xin cơm là hiện thành mấy rồi xe cộ nãy kia mình đi mình hên đi mình, chứ bữa gặp đi mấy nhỏ không biết tính sao nữa. Thì cho nên á em mới bị quẹo chân nên em làm được. Còn vấn đề xin cơm thì em lại bà con cho kia thấy thương hai nhỏ, thì cũng tội nó hỏi, người ta cũng hỏi, nó hỏi em tại sao mà không đi làm nữa kia, không mấy số mà khả năng của em á giờ không có vốn, không có gì trơn á, làm sao mà ấy được, phải vì mấy số em để ở nhà em không bán nữa. Bây giờ nói em nghe, nếu vậy á mình đi bán vé số rồi mướn cái nhà trọ cho hai đứa con mình ở. Dạ. Mình ở đây mình ở đậu, mình đâu phải mình ở hoài được. Dạ đúng rồi. Thì tại vì từ lúc em vợ em bỏ đi đó, em có về nhà bà già vợ không? Không. Không có về bà vợ nữa. Nhiều khi có công chuyện làm á thì gửi cho bà giữ hai nhỏ giùm. Nhưng mà giữ chỉ có tạm thời thôi, chứ chắc ra là không có giữ luôn được. Thì người ta còn cháu vậy nội. Là cũng có về chứ. Dạ, có về. Có về mới gặp mẹ vợ, rồi mới nhờ mẹ vợ nuôi giữ giùm mấy đứa cháu ngoại. Dạ. Rồi có gặp, không gặp vợ luôn? Không, giờ nếu cô gặp nó, giờ em cũng không dám nói chuyện nữa. Sao vậy? Thì tại đó em có thể lo cho nó được, giờ chứ giờ nó gặp nó thì em không dám nói chuyện. Tại giờ không còn tư cách gì mà nói chuyện được nha. Tại sao vợ mình bỏ mình đi mà sao mình không có tư cách để nói chuyện với nó? Nó sai mà. Nó sai, cho dù nó đúng nó sai cũng là vợ em, nhưng mà cái gì nó muốn đi ở đây em cũng bắt buộc, em không kéo lại được nữa. Thì thương mấy con nhỏ này kia thì nó cũng không quan tâm tới mà cái chuyện con cái của nó. Em có quan điểm như thế nào mà em gặp vợ em không dám nói chuyện? Dạ, như em mặc cảm. Em nêu cái mặc cảm đó cho anh nghe. Dạ. Mặc cảm gì? Thì mặc cảm của em á là nhiều khi á cái lúc trước thì có thể khả năng lo được, thì nó còn có nói vợ chồng vui vẻ, nhưng mà đã được nói thì cùng cam cùng khổ. Thì bây giờ thì nó muốn đi rồi, nhưng mà nhiều khi nó bị cám dỗ người ta quá thì muốn đi thì đi, chứ em phụ nó giờ không biết hết cách nào nữa. Khi mà nó nói về vấn đề về con cái, nó cũng không có nói về tới nữa. Nó nói là mình giữ thì mình giữ đó, thì nó cung cấp tiền thì nó không cung cấp luôn, nó không cần đề, miễn sao thương nhỏ về thăm mấy nhỏ bệnh hoạn thăm nó, chỉ có vậy thôi. Thì cũng có nói chuyện đó. Nhưng mà bây giờ nè, vợ em đi theo cái người tình mới. Dạ. Rồi bây giờ là có lấy người đó làm chồng hay chưa, hay là chỉ là yêu nhau rồi vậy thôi? Nó đang yêu nhau. À. Nó cũng chuẩn bị nghe cũng là hành đám cưới rồi. À. Dạ. Như vậy là bỏ dạ. Em luôn rồi. Bỏ. Rồi không quay đầu về rồi. Nhưng mà thật ra anh hỏi nha, những cái gì em nói là đúng sự thật không? Dạ, sự thật chứ. Tại vì á, khi mà tụi anh đăng cái hoàn cảnh của em lên mạng xã hội thì bên vợ em thấy, nếu mà với vợ em thấy, nếu em nói đúng, em nói sai á là sẽ có chuyện này chuyện kia, em hiểu không? Dạ em hiểu mà. Ừ. Thì có sao em nói vậy, thì tại nói chung ra là em biết cái thể mạng này. Chú hỏi xíu coi. Này con. Đây con.
chú hỏi rồi con. Ngồi sát đây nè con, ngồi sát đây. Bỏ cây ra. Bỏ cây ra đi con. Chú hỏi kìa. Nè mẹ con đâu? Hả? Mẹ đi, con mẹ đi bỏ chồng. Mẹ đi bỏ chồng hả? Mẹ chồng của mẹ là ai? Mẹ đi thằng khác. À. Mà mẹ bỏ chồng là ai? Chồng của mẹ là ai đâu? Chồng. Hả? Theo thằng khác. Theo thằng khác ha. Rồi rồi từ lúc mà mẹ bỏ đi đến giờ con có gặp mẹ không? Không. Con dạ. Nhớ mẹ không? Hả? Chưa hỏi sao, kìa. Sao không nhớ? Sao không nhớ mẹ nè, nói chú Kha nghe coi. Hả? Thì nó sống với em nó cũng lâu rồi, nó mới nói chung ra giờ khi về ngoại nó không về nữa. Nó hai đứa này đứa nào lớn? Thằng nhóc nó lớn. Nhóc đó bao nhiêu tuổi? Nó 7 tuổi anh. 7 tuổi được đó. 7 tuổi một xíu, vậy học lớp 1 hả? Nó lớp 1 mà giờ vẫn chưa làm giấy nữa. Mà đi học chưa? Chưa luôn. Trời ơi, em phải làm giấy cho nó học chứ nó dốt nha. Rồi tại vì bé này. Nhà này 5 tuổi mấy. Nó 26 tháng 7 nữa là sinh nhật của nó là bán nó 6 tuổi. Phải theo cha lông bông lông nhông ngoài đường như thế đó. Dạ. Rồi em nghĩ rằng là em cái trách nhiệm làm cha của em như vậy em có lỗi với con không? Thì dạ, anh nghe thôi. Dạ em biết mà, em biết có lỗi nhưng mà cái cuộc sống thì mình làm mình mới có ăn. Nhưng nhiều khi cái nó đưa đẩy mình đi tới chỗ lui này chỗ kia. Nhưng mà mình sắp này mình biết cảm nhận được cái mùi đó. Sau này mình làm cái gương cho con mình. Thì nó lớn lên nó phải học. Xong rồi lớn lên để cho nó biết làm ăn thế kia, nó vô đường xã hội. Cho nên nó không có về vấn đề với nó, mẹ nó không luôn nào không nhắc. Nhưng mà nó vẫn là mẹ của nó. Thì này, anh ví dụ thôi ha. Một ngày nào đó mẹ nó về ở với em như lúc trước, em có đồng ý không? Nếu như vậy thì em sẽ chấp nhận về. Ừ. Về sẽ nhận lại giống như bình thường. Cái gì thì hai thứ qua ha. Cái nào được thì mình cứ cho qua. Chứ giờ lớn rồi cũng vợ chồng với nhau, có một cái thì nó muốn về nó về, nó chấp nhận. Thế anh nghĩ là vợ em hiện tại giờ đang máu lạnh đó. Thì bỏ theo một người tình mới mà trong khi đó là ví dụ đi không thương em đi. Cũng phải thương hai đứa nhỏ chứ. Bây giờ vợ em ra ngoài đường và theo một người thanh niên khác đã phủi tay rồi đã khỏe như vậy rồi thì bây giờ dưới một lý do nào đâu không thể không có lý do nào để quay trở về với em cả. Dạ em biết mà giờ sao giờ cũng không làm nó dễ chứ. Giờ có khi nào mà nói với em là sẽ bắt hai đứa bé này nuôi không? Nó cũng có hỏi, nó nói kêu hỏi giờ hỏi nuôi nổi không. Nó nói giờ làm cha làm mẹ mình không nuôi con mình không nổi là lấy gì mình ăn, mình lấy gì mình xuống vậy? Mình vô vào xã hội mình là mình đứng vững được cái gì, mình phải bắt cái từ lúc đầu cái khổ đi xuống, cái khổ đi lên, từ từ á biết rằng cái sinh này á thì nhiều khi cái sinh ăn á thì cũng khổ cũng còn nghiệp nhỏ nhưng mà biết sao nữa thì cũng đành thôi. Nhưng mà thì chỉ có hy vọng ngày nào á nó cũng phải nó quay về chứ em biết làm sao mà nó quay về nữa. Sao cũng còn thương vợ quá vậy? Còn thương vợ. Bây giờ anh hỏi em nè, nặng tình nặng nghĩa. Anh hỏi Tuấn nè, em đi sinh hàng ngày vậy đó, rồi bằng cái lứa tuổi của mình mà người ta ở nhà lầu, người ta đi xe hơi, rồi em á là phải đi chở hai đứa con mình đi xin tiền như vậy đó, em có thấy em mặc cảm không? Em có thương hai đứa con mình nó không được may mắn như những đứa trẻ khác không? Nè em suy nghĩ vậy luôn á, cũng có thể, tại vì em cũng nếu mà em cũng tin thời gian anh chị ơi. Chứ vì cái đứa nhỏ không lẽ giờ sao nữa. Giờ mẹ nó thì nó cũng làm mặt làm ngơ. Thì mà ngoại thì giữ cho có thôi. Khi cái cảm giác của em ban đêm em ngủ nè. Thí dụ giờ là có nhà nè. Mới có nhà đây thôi mà em với vợ em chia tay đây một năm rồi. Cảm giác ban đêm em ngủ em nhìn hai đứa con em mà nó ngủ bên lề đường, hè phố. Và nó ngủ chỗ này chỗ kia, không có nhà, không có cửa. Rồi cảm giác em như thế nào? Chắc là buồn lẻ, buồn lắm, đau khổ lắm. Nhưng mà lúc đó em suy nghĩ sao? Suy nghĩ thì không biết làm sao nữa. Nhiều khi cũng kiếm ngự có cái người nào mà biết thương con mình á thì đưa vô. Nhưng mà mình không có nghĩ vậy. Tiền ai muốn kiếm, nhưng mà sự ra thương con mình giữ tới bên cạnh á, thà mình đi ăn xin hay gì đó. Thì bây giờ mình xin trước, từ từ mình có cái
giống như có một ngày nào đó phép màu nó biến qua trở lại thì cho em cái cuộc sống là em đem đôi mấy đứa con em cái kia. Như nhiều khi nó ngẫm nghĩ, nhiều khi ngủ á cũng có tập trời mưa thì buồn, trời nắng thì lúc nào cũng suy nghĩ ngủ không được, nóng nực vậy đó. Mình mới ở cái nhà này khoảng một tháng đúng không? Dạ, gần, mình, gần mình, tháng. Vợ mình bỏ đi khoảng một năm. Dạ, gần trước năm. Một tháng đó là cha con sống ở đâu? Dạ, sống ở Bù Đệ, ở Túc, ở trên nhà ta, ở trên xã Lân Khánh Đông cái đó. À, cũng đi lang thang vậy đó. Dạ, lang thang ba cha con rồi họ. Nói chung ra là mình làm chứ không lấy cho đói được. Nhưng cũng có nhiều người ta sinh con mình, mà mình cũng cho tiền mà. Nói chung ra là em không có chân thà em lấy ít tiền, còn mà lấy tiền người ta sinh con mình không thể nào mà chấp nhận được. Giống như gọi là bán người ta rồi, nhưng em không muốn có cái đời của em á mà phải đi tròn như vậy đó. Cầm giờ em cầm 100 triệu em xài em hết, nhưng con mình á có thể sau này á mình có chuyện gì nó có thể là lo cho bưng là phải lo cho mình, có thể cũng phải mình tứ cho dạ. Anh mẹ ruột em cho em. Đúng. Thì có sao thì em cứ nói, em nói vậy. Gì em mà không mà có khổ dữ vậy. Rồi mẹ ruột em hiện tại giờ lại biết không? Biết. Nhưng bà cũng không có ngó mình tới, nó không thương tiếc gì mấy đứa cháu của mình đó. Ừ, cho bà nội ha, bà nội ha. Dạ. Lúc mà cho em là lúc đó em bao nhiêu tuổi? Cho hồi nhỏ, không biết nữa. Trong ra em không nhớ, nhưng không, mà không. Sau này lớn lên mình cũng thấy nghe người thân mình kể á. Dạ có. Cũng là mình bao nhiêu tuổi á? Khoảng như đó là khoảng chừng nếu mà em nói cũng lầm cũng mấy tuổi thì mình trưởng thành mình biết rồi cái hoàn cảnh mình cha mẹ làm sao mình mới biết được, nhưng mà nhờ mấy mình tuổi luôn. Là em biết rồi dạ ừ. Thì em biết mấy kia, nhưng mà biết vài cuộc rồi cũng không có nhà lại nhận được nữa. Mình cố gắng nếu kéo lại cái tình cảm cha mẹ mình với cháu lại kia, nhưng cuộc sống nhiều khi nó cũng đưa đẩy đi đấy lui. Quê thì gốc của cha mẹ ruột em ở đâu? Ở bên vùng ba. Phường 3 hả? Ừ, phường 3 ở Sa Đéc. Chứ giờ bà thì bà cũng không nhìn nhận. Thì có sao cộng đồng em nói vậy ừ. Chứ em có giúp đáo. Thôi ba cho con cơm đi tối. Dạ, dạ. Vậy đi em chín rồi. Chín rồi dạ. Cơm nấu chưa? Cơm em đang nấu trong đằng nắng á. Thì ăn cơm đi tối dữ lắm rồi. Cơm dạ. Thì nấu cơm điện thì nấu trọng được. Còn đúng rồi. Xài ga thì đem ra dạ. Ngoài này. Mấy ăn cơm, mấy cho con ăn cơm ở đâu? Dạ, có bàn ở đây nè à. Ngồi chùm hổm, không có bàn ngồi nó phải ngồi dưới đất. Rồi, vậy dọn ra cho mấy đứa nhỏ nó ăn ừ. Đi ăn cơm con. Thì ngồi dưới này luôn đó hả? Dạ, em ngồi ở đây đại dạ, ngồi cái chỗ này là cái nơi mà người ta giữ vườn, người ta cho mình ở nhờ ha. Dạ. Người ta cũng cho mình ở vài ngày, thời gian thôi, đâu cho mình nó luôn được. Tôi lấy chén ăn cơm kìa tụi con. Rồi, sống giờ ngủ ban đêm ở đây cũng xa nhà quá, ngủ ban đêm ba cho con sao? Em lấy cái nồi cơm nha. Ừ. Dạ. Thôi cái chén dọn chén ra nè, không có chén ngoài kìa con. Đây là một cái chòi của ông chủ vườn nha quý vị. Rồi thấy bà cha con đang bạc đó rồi mới cho cái rồi dọn chén ra cho con cơm đi. Ở đây mình có xài điện không? À, mình có xài điện, tại nó cũng điện hả? Dạ, có xài ké của người ta anh ơi. Người ta câu giùm lên kia. Ừ. Rồi chén ăn đi con. Hai mẹ cháu đang ngồi chỗ rồi vậy? Ăn cái gì hả? Thầy dọn ba cha con được rồi. Rồi có nhiều cơm không mà mời luôn mấy chú. Điểm. Đang lấy chén. Có ghi ba con thì ngày nào cũng làm dạ. Lấy cái bát cơm này ăn. Lấy cái muỗng lấy cái chén ra. Từ té. Lấy chén ra đựng cái trứng nè. Cơm nhiều dữ hả? Dạ. Chị ít nấu nó đủ nó ăn nữa kìa. Thấy muỗng con. Nói vậy là ít đó ông ơi. Ít.
Vậy rồi nấu nồi cơm này rồi rồi ăn sao? Ba cha con chia nhau hả? À, chia nhau ăn đấy nghe. Sao nấu cơm chứ quá chia nhau rồi sao không rồi đủ rồi. Tại vì gạo cũng không gạo còn mình xíu mua hay là từ thiện cho? Dạ gạo người ta cho. À. Chứ có khi nào mà ba cha con mua thịt heo ăn không? Dạ, không, có chỉ có ăn trứng qua ngày nãy kia với rau luộc kia. Thấy mấy cụ cây nè, mấy cái rau đó. À, rau vườn. Dạ, rau vườn. Với ba rau muống nãy kia. Rồi ba con sống qua ngày. Sao lâu lâu chở bữa chở ba cha con đi ra ăn rồi làm miếng tô phở ấm bụng. Dạ không tiền anh đây. Cơm đi con, ngồi đó ăn cơm đi con tối. Vậy có bữa nào ăn cơm không với gạo không? Có thể ăn cơm với tương. Tương à, với gạo ha. Mà một ngày em xin nhiều nhất là nhiêu tương? Dạ ngày nhất là không phải chừng có như là 8 mấy ngàn. 8 mấy ngàn ha. Dạ. Rồi xin bữa đó là người ta cho nhiều nhất đó ha. Đúng rồi. Rồi có dạ. Ngày nào mà không có cắt nào không? Dạ thì không có, mấy nó đi dặm đường vậy mà không có. Nói chung chứ khuôn mặt của em với hình hài của em khó xin lắm. Mà dạ, dễ xin đâu. Tại còn trẻ quá. Dạ em biết mà. Tại vì khi em bị tai nạn lao động á. Không biết sống làm sao nữa kia. Không sao mình không xin đi phụ hộ á. Tại vì mình vô cái bảo này á, người ta đâu có nhận mình. Trước đó đó. Dạ. Chứ mình còn trẻ đi xin khó. Thì biết là em khổ đó. Nhưng mà em xin phụ hộ. Đồng hồ thì hai đứa nhỏ này ai giữ? Dạ không có ai giữ. Bà ngoại đâu giữ hoài. Chà tình hình này cũng căng à. Nhưng mà hồi nãy em có nói một cái vấn đề. Tại sao mà có nhà mà về không được nè? Dạ tại vì nhà của anh chị bên nuôi á ở. Thì nhà của anh ta thì mình chỉ ở nuôi thôi. Chứ không có thật chắc đó, ra cho, là cho chỉ... Mẹ buộc cho qua mẹ nuôi đó. Bây giờ mẹ nuôi nó còn à, nuôi bả đi rồi, đi bán ngú luôn rồi. Bả đi. Bả đi rồi, ba cho con đi luôn ha. Dạ. Thôi chi bả còn sống rồi cũng lo cũng đỡ cho gia đình cho hai nhỏ cũng đỡ. Cái bữa cơm thấy đơn giản nha nhưng mà đây là bữa cơm thịnh soạn của ba cha con đó ha. Dạ. Cái gì? Chỉ có một trứng hột vịt thôi đó hả? Hai trứng. Hai trứng. Dạ hai trứng. Chỉ nhiêu cơm đó đó. Rồi ăn ấy rồi con. Dạ. Thôi ăn con trước đi, cha chưa ăn đâu. Nghiệp nhỏ 7 tuổi mà nhỏ xíu con rồi trời. Nó trước nhỏ không có tiền anh rồi bị sinh dưỡng. Rồi toàn uống sữa bón không mà. Rồi vợ em lúc mà còn sống với em á làm nghề gì? Dạ. Vợ em làm nghề gì? Dạ nó làm ba cây kiển nè. Nó đi làm mướn người ta làm cây kiển này kia. Ừ. Cũng cái làm cỏ. Rồi em cũng đi làm thuê. Dạ làm thuê. Rồi tại sao mà vợ mình quen cái người đó trong cái trường hợp nào? Dạ trong trường hợp nó ghi cái cảm nhận đó, thì cuộc sống nó bộc bệnh quá thì không muốn đầy đủ thì nó cũng muốn đi. Nó cũng kiếm đường đi khác mà nó cám dỗ. Là em là phục vụ vợ là ăn uống không đầy đủ. Dạ. Bởi vì nó không? Tiền bạc gì không? Tiền bạc gì cũng có thiếu thốn lắm chân á. Ừ. Vợ em cũng có cái tánh ăn uống ha. Thì nó ăn uống không đầy đủ cái bỏ theo thằng khác có ăn ha. Dạ nó cũng dễ ăn. Nó cũng dễ ăn á. Tại ăn. Sao mà dễ ăn ai mà cho, em không nổi? Thì ai cho nó dịu ăn mấy được chân á. Mà dắt ra khi nó suy nghĩ mình suy nghĩ khác. Thì vợ chồng mà đâu có nó được tâm lý được. Thì bữa nay có nói ăn một vịt thì mê mình ăn rau gác này kia. Ừ. Có khi nào mà ở với em rồi than là khổ sở rồi này kia không? Không có, nó không than thở hữu, nó không có than nhưng mà nó chỉ suy nghĩ thôi. Suy nghĩ nó suy nghĩ ra nó buồn buồn là biết rồi mà mình cũng không hỏi. Vậy như kiểu mà đua đòi ha. Dạ. Ủa rồi hai đứa trứng hột vịt rồi hồi em ăn bằng cái gì? Không em ăn rau. Dạ. Mấy đứa con ăn rau được không? Vậy là nhiều hột vịt cho hai đứa con. Rồi ăn rau hút nước gì luôn ha, làm nước canh ha. Nãy trong đó có để gì không? Ruột rau á? Không, em không có ruột để thông ăn. Em ăn luôn đi. Nói chuyện dạ. Nói em ăn đi. Ăn đi, ăn luôn đi, ăn với con đi, đi. Ăn đi, ăn đi. Ba cho con ăn bình thường như mỗi khi đi. Thì mấy anh đây dạ, nói chuyện rồi, chị ăn đi. Mụn rồi,
Hồi nãy anh thấy em có chiếc xe đạp đó, của em hay là của ai vậy? Dạ, cái xà đạp đó mượn người ta luôn. Ủa, vậy tức là em không có một chiếc xe nào cả? Dạ không. Thấy mượn kia cả. Rồi nãy sao anh thấy chiếc xe hơi đậu trước đó? Dạ. Dạ. Xe hơi đậu trước màu trắng đó. Dạ, hơi của mấy anh chị. Chị nào? Mấy anh chị trong trong đoàn xã mạng xã hội YouTube đó. Chứ không phải của em. Đội cách mạng xã hội. Chứ không phải của em. Dạ. Rồi ví dụ như sau này mà có điều kiện đi bán vé số, mẹ đi bán bằng cái gì? Dạ có thể là em đi bộ cũng được. Trời, không đi bộ bán nhiều hơn á. Đi bộ. Đi bộ vẫn nếu mà nắng à nha. Không, nếu mà em không có xe đạp đó, có chở mấy nhỏ thì tới lui. Xe đạp cho ông bộ đó ông ơi, rồi mai cho tôi lấy lại rồi xe đạp đâu ông đi nữa. Ở bên anh có chiếc xe đạp kia của thằng em. Mà xa quá chứ mấy anh mua là anh cho em. Xa quá. Dạ. Tôi bển ở đây mấy chục cây là. Rồi không lẽ cho em mà em bển em đạp với xe đạp. Dạ em đi bộ cũng được anh đây. Đẹp. Ăn đi con. Không, Tuấn giờ anh hỏi thiệt nha Tuấn. Em ăn ăn nhưng mà mấy tụi anh cũng vô duyên chút nha. Dạ. Nhưng mà con gái là em đi xin đó, rồi em mở miệng em xin người dân đó, lúc đó mình mặc cảm không Tuấn? À, sụ mặt cũng buồn. Sụ mà tại xin mình xin đó, mình cũng đâu có gì đâu, lớn đâu đâu. Xin không phải là xấu đúng không em? Khổ xin. Không, mình không cấp chợm ai á, không sợ. Cũng không có làm mạng xã hội mà không có tiền án tiền sự đúng không? À. Không, chỉ có xin ăn với làm thôi, mình nghèo khổ mà. Khổ thì mình cứ xin thôi, dạ, chứ khổ. Không gì rồi, mặc cảm không em? Mình chỉ dạ. Là hơi buồn tí thôi ha. Tại nhiều khi giờ mấy đứa nhỏ thấy con ta thì cũng mấy gì thôi, mình khổ, mình nghèo rồi, mình chấp nhận. Chứ không đó, có giờ chồng em gặp nhau là được mẹ nuôi cưới cho vợ cho em hay là hai đứa tự sống với nhau? Tại vì quen qua trên mạng. Rồi sao nữa? Đám cưới có đầy đủ giấy tờ. Tức là, dạ, tức là người mẹ nuôi đó đứng cưới vợ cho em. Dạ. Lúc mà mẹ còn sống. Rồi cưới xong không. Rồi về ở chung gia đình đó hay là không, sao? Không, cái đó là có vấn đề là của anh chị bên nuôi á. Anh đứng ra kết hôn cho chứng hôn giùm. À, có nghĩa là hai chồng không có đám cưới. Có đám cưới. Có trao nhẫn đàng hoàng. À, có nghĩa là mẹ nuôi không còn, lúc đó là mẹ nuôi không còn, chỉ còn anh chị nuôi thôi. Đúng rồi. Anh chị hai với anh hai. Làm lễ hôn cho em với vợ em. Dạ. Rồi cưới xong rồi về nhà đó ở hay là ở đâu? Ở bên vợ. À, bên vợ, nãy tôi nói ở bên vợ. Ở bên vợ. Bây giờ em cho anh hỏi nè. Dạ. Hiện tại bây giờ cái giấy kết hôn đó còn không? Kết hôn đó, tại ba con đi đến giờ, bây giờ mới ngậm ở đâu nữa. Mà có nghĩa là chưa có ra luật pháp là ra tòa là chia tay đúng không? Giấy có thẳng hồi đàng hoàng. Nhưng mà bây giờ vợ em đã bỏ đi. Dạ. Có giấy ly hôn. Rồi bây giờ hai người chưa là còn cái gì? Có cắt đứt chưa hay là còn cái giấy kết hôn đó? Còn cái giấy. Nếu mà giờ nếu vậy nghe, những gì em nói mà đúng sự thật như vậy mà vợ em có chồng khác là vợ em sai đó. Chúng... Vợ em đã vi phạm luật hôn nhân gia đình đó. Em hiểu đấy. Không? Thì giờ cũng nào tha thứ được tha thứ thôi chứ giờ có giấy mà. Tha thứ gì hồi nãy nghe em nói vợ em sắp lấy chồng mà tha thứ cái gì? Không, em nói là nó về em tha thứ cái nó nhưng mà cái vấn đề á thì có giấy đại tài đàng hoàng. Em có giấy tờ. Thì cái thôn chưa có quỷ nữa, chưa cũng có làm gì cái tới cũng mang phụng. Nếu vậy là vợ em sai. Nếu những gì em nói như vậy là vợ em sai đó. Nếu mà còn giấy kết hôn thì về trên đường pháp thì em là chồng thì khách mới giấy đó tới kia đòi vợ lại. Nếu còn giấy mà giả vợ về cho tao, tao còn giấy kết hôn mà. Không được anh ơi, tại duyên phận kia. Cái tim giữ lại cái chân lại mà không đâu giữ lại cái tim đó. Cái đó mới buồn. Bây giờ trừ khi là vợ tự nguyện về đúng không? Dạ. Đó thì em sẵn sàng là em tha thứ hết. Ừ, cơm với nước tương vậy đó hả Tập Tức? Vậy mà thấy ngon kìa. Ngon ngon, ngon con? Ngon. Ngon hả? Thấy thằng nhỏ nó ăn nhiều hơn mấy gái mà ăn lại cảm thấy nó đói. Rồi khi nào con mới ăn thịt nướng với thịt chiên? Khi nào cha làm có tiền. Có khi nào ba dẫn con đi ăn nhà hàng đâu? Không. Còn chú hỏi kìa, con trả lời. Hai đứa con dạ, thích ăn món gì? Cha chưa có mua. Cha chưa mua hả? Rồi có thích món gì không? Không luôn. Con đã sống với cái môi trường thì nó quen rồi. Vậy là đối với nó là ngon rồi đó. Vậy là ngon lắm rồi đó. Thầy cho con ăn gì cha gì ăn con ăn lấy. Rồi khi á cũng tội nghiệp đó. Khi hôm lẽ bắt mình ăn cơm với này hoài. Ăn đi, ăn đi, ăn đi, ăn hai ba cha con tắm chưa? Mới tắm chiều. Tắm chưa? Chú hỏi kìa. Tắm chưa con? Con tắm chưa? Tắm rồi. Con nhớ mẹ không?
Bây giờ chú Kha đi rước mẹ về cho con gặp nè, với sống chung với ba. Con đồng ý không? Đồng ý ha. Con trai đồng ý không? Về đi đi ăn ăn cơm đi rồi đi với chú Kha này rước mẹ về. Mừng không? Mừng không? Con nhìn trong máy đó kêu mẹ về kìa. Đó, mẹ cho con nhìn vô đó con kêu mẹ về đó, kêu mẹ về sao đâu kìa đấy. Kêu mẹ về con ơi. Vợ em đẹp không Tuấn? Đẹp. Đẹp không? Nó tròn tròn. Tròn tròn hả? Khuôn mặt sao nó y vậy? À đẹp ha. Rồi đẹp xong luôn rồi đó, mất luôn rồi đó. Hiểu ha. Thì khuôn mặt của con bé đó, con gái thì nó sao cũng y vậy luôn. Không khác nãy đó. Nhưng thôi, nếu còn thương vợ quá thì thông qua video này thì em nói dạy em điều gì đi Tuấn. Vậy em chúng sẽ xem được video này thì em nói dạy em những gì em nói muốn nói không? Nếu như nếu mà em có không có coi được cái đoạn clip này thì anh em tại vì nhờ anh chạy bên anh bên đoàn thì nếu mà có nghe được cái những gì nói á thì nếu thương vợ chồng con thì quay về như lúc trước thì cùng cam cùng khổ với nhau, mọi chuyện bỏ qua hết đúng không, mọi chuyện cũ mình bỏ qua hết chứ sống vì con cái thì mọi chuyện mua hết đi. Về về đi, về nuôi con đi, anh đi xin nuôi em hay gì. Thì đi về đi, rồi anh sẽ làm hứa làm ăn lại đàng hoàng rồi chứ làm ăn lại rồi nuôi mấy đứa nhỏ hai vợ chồng á cùng nhau. Nói chung chơi trộm với là anh hỏi cái câu sau này là chắc có lẽ là nó hơi sấy vào cái cuộc đời của em nè. Em có lỗi làm gì với vợ không? Có làm cho nó buồn nọ. Có không? Có. Lý do chuyện gì? Có nhiều khi mình không, tại vì nếu nói câu đó em cũng khó trả lời quá, nhưng mà em thấy em cũng khó trả lời với anh đúng là... rồi cái nào mình phải thật để thôi thì em lên mạng vợ em nói là ảnh dành phần vải của ảnh không à. Nhưng mà nhiều khi mình không hiểu hết cái con vợ mình suy nghĩ gì, tại vì cái mỗi người một suy nghĩ, vợ chồng nhiều khi cũng chia sớt với nhau buồn vui, nhưng mà nó suy nghĩ nhiều quá thì không, mình hỏi nó không trả lời. Thì giờ bỏ cái phần suy nghĩ qua bên bây giờ nè. Trước lúc mà trước khi mà chồng vợ mình chưa bỏ đi, mình có làm gì sai với vợ đúng mình rồi không? Mấy anh chỉ hỏi trọng tâm vậy thôi, chơi hay là cờ bạc hay là gái gú gì đó có làm gì sai không? Đúng rồi, không, chỉ là hãy ăn nhậu qua bạn bè này kia, ăn nhậu ngoài chỉ... ăn nhậu có gì khác nữa không? Không, không có vấn đề đó. Ừ. Chứ có nhậu bạn bè phi có về trễ này kia. Ừ, thì đang nói vợ nó buồn thì chuyện đó là không khỏi rồi. Nhưng mà chị sai với vợ là đi ăn nhậu về về trễ đúng không? Dạ. Ừ. Ăn nhậu với về trễ thôi. Còn vợ nhà buồn quá rồi mà lem với người khác luôn. Thì nó cầm nổi lên mạng này kia không biết sao. Hiểu luôn. Chứ chắc có là một phần là có liên quan gì tới cái việc mà em làm ra tiền bạc ít hay nhiều gì không? Có thể là ít. Chắc lúc đó làm không ra tiền quá. Thì nhiều khi cái kia ở nhà nó ở nhà đi thì anh lo. Đi làm tiền lo về cho vợ con. Nhiều khi cái là bách quá, suy nghĩ cũng buồn quá thì cũng đi ăn nhậu ăn bè, không biết sao làm ra tiền nhiều. Thì cho nên đó, bởi vì tâm lý con vợ thì nó buồn kia không đáp ứng đầy đủ. Không, từ nãy giờ mấy anh sống. Khi mà mấy anh nói tối chuyện và tiếp xúc với em nãy giờ thấy em cũng có một cái sự yếu đuối trong đó. Đàn ông mình mạnh mẽ lên chứ, vợ nó mới nó mình là điểm tựa của người vợ mà. Em mạnh cái nào mạnh chứ giờ trái tim thì nó đi không có thể nào mà. Rồi cái kiểu này ở nhà vợ nói chồng nghe rồi. Thì nó là em chứ là cái tánh của em á, cái nết của em á là chỉ bình thường. Thì em có thể la được. Nhưng mà la với gầy thôi. Chứ mít mà nóng tánh. Chỉ có nhậu vô cùng hiền, nhậu vô hiền khô à, chứ ít nói vui vẻ. Là bởi vì không khi nó chán nản này kia nhậu á. Tại vì công việc á, cuộc sống á, nó cũng khó bộc bền, khó khăn. Bởi vì nó bứng không được. Chứ thì mong hy vọng về. Rồi mình tạm ngưng cái vụ hỏi rồi đây. Còn nãy giờ hỏi lâu quá để cho hai cho con ăn đi. Ủa ba cho con ăn. Rồi anh đến làm cái nhiệm vụ đi, anh cũng về cũng quá tối rồi. Dạ. Tại vì từ anh đi bệnh, từ ở đây đi bệnh, từ đây đi về bên nhà. Dạ. 50 cây số là. Rồi có hoàn cảnh kia người ta cũng hấp hối, người ta đang đợi anh nữa.
Dạ. Bây giờ anh lại nói ba điều bốn chuyện thì anh đi về ha. Dạ. Có thấy góc hết không mấy anh em? Thấy không? Thấy à. Thấy. Rồi. Biết được hoàn cảnh của em cũng quá khó khăn. Dạ. Thấy bữa cơm mà thấy rất là tội luôn. Vậy mà đứa nào cũng ăn cũng ngọt ngay luôn. Vậy mà còn nói ăn ngon nữa con. Anh đói. Có khi nào không cơm ăn mà ăn mì gói không? Cũng có thể là có hay không? Có thể. Ông này không nói trả lời nhiều cái mắc cười. Không, em có sao nó vậy. Ừ. Chứ nãy giờ nghe nói chuyện là biết rồi. Chứ con có sao mà vậy. Này nhà vợ cầm quyền nè. Mà không được lại em cầm quyền đó. Dạ. Cầm quyền cho để vợ đi. Mà cái điểm yếu mình á là nhiều khi cái mình không lo gì nó. Ừ. Thì nếu mình là không lo được gì nó đó. Rồi, nếu vậy bây giờ cho hỏi luôn nè. Mình cầm quyền rồi có khi nào gì mà nhậu quậy mình quánh vợ mình không? Không. Không ha. Dạ, không anh ơi. Ừ. Em cứ nha. Nãy chị mới nói là tại vì đáp ứng không đủ. Không đủ. Đáp ứng cái gì á? À, thì làm về không đủ chi tiêu tiền á. À, tiền bạc ha. Ừ. Vậy tiền bạc anh giữ. Vậy nãy giờ là vòng vòng cũng vì tiền. Nó có nghĩa là mình khổ quá giờ bỏ đi. Dạ. Ừ. Rồi. Hôm nay anh đến đây biết được hoàn cảnh em cũng quá khó khăn ha, thì anh hỗ trợ số tiền từ Mạnh Thường Quân để em làm vốn bán vé số cũng như là mình mướn nhà trọ mình ở đi. Dạ. Ở đây nó cũng xa nhà quá, mà với lại cái chỗ này là người ta cho mình ở tạm thôi, không phải là mình ở luôn, nghe không? Đó, rồi mình đi bán vé số mình mới bán 1,000 tờ hay là 200 tờ gì đó là hơn cái số tiền đi xin rồi. Với dạ. lại mình không có tuổi thân bằng cái người đi xin nữa, em hiểu không? Tại tuổi em còn trẻ quá. Nha. Dạ em hiểu. Ừ. Rồi thì anh nếu như mà giờ anh Kha cho em một mớ tiền của Hoàng Quân đó là bắt đầu ngày mai em đi bán số không? Dạ cũng có thể là mai sáng sớm. Bây giờ có thể vậy bây giờ có bán hay không? Không thể có thể. Dạ, bán không? Nếu bán thì bán. Giúp. Đó. Dạ bán. Chứ đừng có nói có thể. Em nhờ mấy anh Mạnh Hùng Quân giúp cho em nữa kia cũng có công ăn chuyện làm. Ừ. Thì lấy nuôi cuộc sống tại cho vợ. Tại vì câu có thể đã quen cái miệng. Cái gì cũng có thể chứ. Rồi bây giờ ăn cơm no, có thể no không? Dạ, ngon, nói chung ra, ngon. Ngon ha? Ngon. Mà có thể no không? Không đói chứ mình thì mình no. Chứ con nhỏ thì nó không thiếu thốn cũng tội. Ừ. Tại cô gắng, cô sẽ ăn, cô sống mà mình nếu mà ăn quân. Không có ăn nhậu nha. Mình là gà trống nuôi con nè. Đó, mình ăn nhậu rồi là con mình khổ, nghe chưa? 7 tuổi rồi chưa học lớp 1 kìa. Đó, em thấy đứa con mình nó thiệt thòi không? Mình bán vé số đi em, mình dậm dành dụm được chút ít chứ mình mướn cái nhà trọ ba cho con ở ha. Rồi anh chích 3 triệu từ tiền quỹ Quý Mạnh Thường Quân gửi vào tài khoản anh để đi gặp những hoàn cảnh khó khăn giúp đỡ đó. Dạ em cảm ơn. Anh chích 3 triệu ha để em làm vốn vé số cũng như là mình mướn nhà trọ mình ở. Dạ. Nha. Rồi sau đây là danh sách từ Quý Mạnh Thường Quân, chị Lệ 500 ngàn, Mạnh Thường Quân giấu tên ở Long An 500 ngàn, gia đình chị Dung, bạn chị Dung ở Úc 500 ngàn, Yến Trần Ngọc Đức 500 ngàn, Thanh Thúy Thành phố Hồ Chí Minh 500 ngàn và một cái tài khoản là Weiber giấu tên 500 ngàn, tổng cộng là 3 triệu ha. Dạ Mạnh Thường Quân mừng anh chị. Đó là anh Kha. Dạ mất em cảm ơn anh Kha. Ừ. Người đại diện. Ừ. Dạ anh. Ừ. Trai nhất trong nhóm. Dạ. Dạ. Sao nãy giờ tôi lúc mà tôi đưa tiền ông không khen. Không có này mới nói anh. Yeah. Dạ. Mà mừng không? Dạ mừng, rất là vui. Có thể 3 triệu này bắt trước luôn, có thể luôn. Có thể 3 triệu này em xin được bao nhiêu tháng? Dạ, cũng lâu. Lâu à? Dạ. Xin lâu lắm em. Ừ. Lâu. Cũng vài tháng. Ừ. Một ngày nó cho có mấy chục ngàn. Ừ. Thì cũng sống nội ăn uống này kia cho nó nhỏ cũng mấy chục ngàn, 50-60 rồi. Rồi vậy ha, tụi anh về. Dạ. Dạ cảm ơn anh chị. Anh cho. Dạ. Anh cho thiếu vậy đó chứ giờ chưa. Dạ. Có tiền được không? Dạ được. Đây nè em, anh nói cho em nghe, khi mà em hứa đi bán cái số là phải đi bán. Tại dạ, vì cái hình ảnh của em đi xin đó trên cái Asadec này á là hầu như ai cũng biết. Nếu như mà năm mai kia mốt nọ mà em còn dẫn con đi xin nữa thì mấy anh sẽ giận, là tụi anh sẽ không, cái tình huống khác xảy ra là anh không giúp em nữa. Dạ em hứa từ đây em không có đi xin đó. Có vậy. Tiền có nghe ở đây giúp cho em có tiền làm vốn rồi. Mình đã bế tắc rồi mình mới đi bán được vé số. Ủa mình mới bán vé số. Còn bây giờ mình đã có được Mạnh Thường Quân thương hỗ trợ, có vốn thì mình đi bán vé số, không có. Dạ. Đi xin nữa nghe không? Dạ không, hứa luôn không có đi xin đó. Ừ.
giờ cũng mạnh giúp đỡ kia, có số tiền em làm ăn để có buôn bán để làm gà làm vô cho lấy lo cuộc sống cho mấy nhỏ thì em cũng cảm ơn. Rồi vậy anh về nha. Dạ. Dạ. Nghiệp thật. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tiền kỹ nha. Dạ. Ở đây xa nhà hiểu không? Dạ. Nhưng mà tụi anh làm thì anh cũng phải công khai lên mạng. Dạ. Em hiểu không? Nên là kỹ càng nha, 3 triệu này là tài sản quý giá với cuộc đời em đó. Dạ. Cảm ơn. Có dư tờ nào không ông? Đếm kỹ lại coi. Không có thiếu không á? 6 tờ. Thiếu không? Nhiều khi 6 mà 5 mà. Dạ cũng không có 5 đâu. Đủ ha. Dạ đủ. Ở đây có anh Vũ nè, gửi cho em để mua cá mắm cho mấy đứa ăn nè. Dạ, em cảm ơn anh Vũ. Rồi một lần nữa Minh Kha thay mặt quý mạnh thường quân chân thành cảm ơn thay mặt em Vũ chân thành cảm ơn tất cả quý mạnh thường quân Vũ. Vũ. Có thể một lần nữa Minh Kha thay mặt hoàn cảnh của em Tuấn chân thành cảm ơn tất cả quý mạnh thường quân trong và ngoài nước đã hỗ trợ cho em có số vốn để đi bán giấy số để lo cho hai đứa nhỏ cũng như là có cái nhà trọ để ở, không có ở lăn mùng thang như vậy được nữa nghe chưa. Dạ. Ừ. Dạ hứa cái số điện này em sẽ hứa em nhớ. Ừ. Mấy anh giúp đỡ cho em, mình quân giúp đỡ nữa kia. Em sẽ nhớ cái trong hôm nay. Ừ. 3 triệu này em lấy được bao nhiêu tờ số là em đi bán nè? Nếu tính 3 triệu thì lấy cũng ở khoảng mấy mấy trăm tờ á. 300 tờ á. 300 tờ. Mày đầu tiên bước đầu tiên bán lấy chừng trăm tờ lấy trăm thôi 100 tờ thôi 100 tờ như là không tới 1 triệu 900 mấy còn dư lại thì đi kiếm nhà trọ nào rẻ rẻ ba cho con ở. Dạ mình muốn coi rồi vậy đi hai đứa rồi anh về nha anh tay cảm ơn ông bà nè con à đứng dậy đàng hoàng cảm ơn cô chú sao cảm ơn cái gì mà cảm ơn ông bà cô chú con cảm ơn sao con cảm ơn cô chú cảm ơn cô chú rất nhiều cái chuyện gì mà mình cảm ơn bà cô chú nè đúng rồi cảm ơn sao á nãy giờ cô chú làm gì mà cảm ơn cho nhà con gì cho cha con gì rồi cảm ơn chân cây cảm ơn chỉ biết cảm ơn thôi à, chỉ biết cảm ơn thôi nó chưa đi học tại con mấy đứa nhỏ nó không có đi học nữa kia với người ta rồi vậy đi nha anh về tối rồi tối quá rồi rồi. Về.